toàn bộ hệ thống chỉ tập trung vào việc là đầu tư xây dựng cái cơ sở hạ tầng. Nhiều hộ dân đã hiến đất khoảng 20.000 m² đất. Niềm tin của Đảng nhà nước đối với nhân dân lao động rất là lớn. Đến nay thì chúng tôi đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Tổng cái đầu tư toàn xã hội của huyện Đức lên đến trên 2.600 tỷ. Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. 5 năm trước, Hiệp Đức vẫn là vùng đất khó khăn, hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ. Một bộ phận bà con dân tộc thiểu số tại 3 xã vùng cao, đời sống còn cơ cực. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm trên 21,71%. Cộng với đó, thời tiết khắc nghiệt, rồi dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, hay mới đây nhất là đại dịch COVID-19 cũng đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn Hiệp Đức. Để tháo gỡ khó khăn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã chú trọng vào 4 nhóm trọng tâm, gồm tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, khơi dậy và nâng cao chất lượng nguồn lao động, đẩy mạnh giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Toàn bộ hệ thống chỉ tập trung vào việc là đầu tư xây dựng cái cơ sở hạ tầng. Để trên cơ sở hạ tầng đó, về hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, đặc biệt là giao thông, thì có hệ tầng giao thông, có những cái điều kiện về thủy lợi, có điều kiện về điện. Lúc bây giờ chúng ta mới chuyển dịch cái cơ cấu kinh tế, tạo được cái phát triển, cái tiềm năng thế mạnh về đất đai, về lĩnh vực nông nghiệp địa phương. Điểm nổi bật lớn nhất của Hiệp Đức chính là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ, xuyên suốt và mang tính đột phá cao. Các công trình trọng điểm được xây dựng như cầu Ồ, cầu Sông Khang, mà đặc biệt là cầu Trà Linh, không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến với bà con nhân dân, mà còn tạo nên niềm tin son sắt của bao thế hệ cán bộ lão thành cách mạng, quần chúng nhân dân với Đảng. Cây cầu Trà Linh có tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng, được thi công trong vòng 3 năm và về đích sớm hơn nửa năm so với tiến độ đề ra. Với người dân huyện Hiệp Đức, đây được coi là cây cầu mơ ước, bởi ước mơ bao đời về một cây cầu nối liền đôi bờ sông Thu giờ đã thành hiện thực. Cũng từ khi cây cầu hoàn thành, không chỉ giao thương hàng hóa hay việc đi lại thuận tiện cho người dân nơi đây, mà lớn hơn là đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển liên kết vùng giữa ba huyện Hiệp Đức, Nông Sơn và Nam Giang, thông qua tuyến đường Đông Trường Sơn huyền thoại. Đời sống dân nó tự nó thay đổi, cuộc sống nó thay đổi. Thấy rất là rõ, giá trị đất đai nó cũng có giá trị riêng. Rồi tất cả hàng nông sản của nhân dân làm ra cũng được giải quyết, rút ngắn được khoảng cách giữa như vậy các cái vùng ở trong huyện này. Cũng mừng hết, cái cả như vậy là xã hội này cũng đều mừng. Mà đặc biệt như vậy là cái vùng nhân dân tôi rất là mừng, phấn khởi. Đây là cái niềm tin của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân, mà nhân dân đối với Đảng, Nhà nước rất là lớn. Mà nhân dân rất là phấn khởi. 5 năm qua, Hiệp Đức đặc biệt quan tâm đến phát triển đô thị Việt An, đô thị Sông Trà. Trong đó, chú trọng điều chỉnh bổ sung quy hoạch, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng và quản lý trật tự đô thị Tân Bình. Ngoài nguồn ngân sách hơn 230 tỷ đồng của nhà nước, thì người dân nơi đây còn đồng lòng hưởng ứng xây dựng đô thị theo hướng hiện đại văn minh. Nhờ đó, tuy vừa được sáp nhập vào đầu năm 2020, song thị trấn Tân Bình giờ đã mang một diện mạo mới, nhiều tuyến đường mới mở ra, các tiểu hoa viên, khu vui chơi giải trí đã góp phần rất lớn trong nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở khu vực trung tâm huyện lỵ. Từ cái ngày mà có đường đến ngày hôm nay, tức là nhân dân thị trấn chúng tôi rất phấn khởi. Mà cũng không riêng với nhân dân thị trấn, mà kể cả nhân dân Quế Thọ nữa, họ tất cả họ đi cái đường này. Đồng thời là để chia nam sẽ bả cái sự vô thông của là để hạn chế bất cái vấn đề tai nạn, đó là vấn đề đáng quý nhất của huyện nhà. Và có bộ mặt của thị trấn đã từng bước là khang trang hơn. Bên cạnh đó, nó đã góp phần trong cái việc phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt là bây giờ vấn đề thu hút đầu tư và phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn thị trấn trong cái thời gian vừa qua.
Ngờ ra thì nó cũng tác động rất lớn đến vấn đề đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Không chỉ Tân Bình mà sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 8, từ sự hỗ trợ của trung ương, tỉnh, giờ đây Hiệp Đức đã có hàng trăm km đường giao thông nông thôn được xây dựng với 100% số xã đã có đường ô tô đến trung tâm. Hầu hết các xã đã được đầu tư xây mới trụ sở làm việc. Nhiều công trình thủy lợi đã được nâng cấp và xây dựng, phục vụ tưới tiêu cho hàng nghìn hecta đất sản xuất. 100% xã đã có điện lưới quốc gia. Ngoài ra, hàng loạt công trình hạ tầng khác như trường học, nhà văn hóa, chợ, nghĩa trang, trạm y tế cũng được chỉnh trang hoặc xây mới. Đó chính là những đổi thay lớn về diện mạo của một huyện miền núi nghèo chỉ trong một thời gian 5 năm. Lớn nhất của Hiệp Đức là cái lòng dân, tức là được nhân dân họ đồng thuận rất cao. Bởi vì lẽ về mặt xã hội là cái an sinh xã hội đây nó quá tốt. Thứ hai á là cái nông thôn và đô thị, đặc biệt là đô thị thì phải nói là năm năm qua thì phải nói cái hạ tầng về giao thông nó thay đổi nhiều. Đây là buổi lễ khởi công nhà máy sản xuất ván ghép thanh, ván công nghiệp và viên nén năng lượng do công ty Hào Hưng triển khai tại xã Sông Trà. Vì sao một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh lại quyết định đầu tư về Hiệp Đức với tổng mức đầu tư lên đến hơn 100 tỷ đồng? Lý do thứ nhất là nguồn nguyên liệu tốt, thứ hai là thổ nhưỡng đất đai và thứ ba là sự hỗ trợ giúp đỡ hết sức của các cơ quan ban ngành tại địa phương đã giúp chúng tôi thực hiện công tác lập dự án và chúng tôi sẽ thực hiện hai giai đoạn. Giải quyết lao động công nhân cơ bản là trên 200 người. Song song đó là có những công việc liên quan lại trong rừng gỗ lớn. Không chỉ Hào Hưng mà 5 năm qua, bằng nhiều quyết sách quan trọng, Hiệp Đức đã thu hút 6 doanh nghiệp lớn với mức đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng về địa phương. Điều này vừa góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân, đóng góp đáng kể vào nguồn ngân sách của địa phương, cũng như góp phần lớn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức đã có cái chủ trương thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay theo chúng tôi thống kê là gần 3.000 tỷ đã được thu hút vào đây về lĩnh vực nông nghiệp và lĩnh vực kinh tế rừng. Đây là một điều rất là tốt. So với một huyện miền núi như Hiệp Đức, hơn thế nữa thì nó còn cái sự lan tỏa cho các huyện lân cận huyện Hiệp Đức và đặc biệt là chính quyền miền núi của tỉnh Quảng Nam. Đi cùng với đó, Đảng bộ huyện Hiệp Đức đã đặt ra quyết tâm đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân để giảm nghèo một cách bền vững. Đó là những nội dung cốt lõi như nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 8 từng đề ra. Trong đó, điểm nhấn nổi bật ở Hiệp Đức là đã đẩy mạnh phát triển rừng gỗ lớn, xây dựng nhà máy chế biến và phối hợp liên kết mở rộng diện tích trồng rừng hàng năm. Về Hiệp Đức hôm nay, chúng ta sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước bạt ngàn màu xanh rừng keo nguyên liệu, rừng gỗ lớn. Theo thống kê, 5 năm qua, Hiệp Đức đã trồng mới và tái canh trên 18.000 ha rừng, vượt 44% nghị quyết, tăng gần 4.000 ha so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, rừng gỗ lớn trên 1.800 ha, riêng rừng được cấp chứng chỉ FSC 821 ha, tỷ lệ che phủ rừng 56,6%. Hiệp Đức cũng là địa phương đầu tiên ở miền núi Quảng Nam có diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC. Số diện tích rừng ngày càng mở rộng đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng ngàn người dân, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. Phát triển rừng lớn ấy, thì nó đem lại hiệu quả rất cao cho người dân. Thứ nhất là về vấn đề chi phí đầu ra nó thấp, nhưng mà hiệu quả kinh tế cao hơn, để bảo vệ môi trường tốt hơn. Hiện tại thì đối với hợp tác xã thì lao động trực tiếp đối với lại ngành gỗ thì khoảng độ 15 người đó là trực tiếp vừa giống và vừa sản xuất. Như vậy thì bình quân lương từ 6 đến 7 triệu. Tương tự như vậy, với hàng trăm hecta cây ăn quả như chuối, đu đủ, bưởi da xanh được trồng mới mỗi năm đã mang lại thu nhập ổn định, góp phần giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo tại Hiệp Đức. Hay như lĩnh vực chăn nuôi cũng mang lại nguồn lợi lớn cho người dân địa phương.
hàng chục mô hình trình diễn kinh tế trang trại chăn nuôi kết hợp đã được hình thành từ nhiều nguồn vốn lồng ghép linh hoạt. Bằng những cách làm như vậy, ở Hiệp Đức bây giờ, những hộ nông dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm không phải là chuyện hiếm. Cây bưởi thì nói chung là bởi vì tôi cũng đi tham quan rồi, tôi đi nhiều chỗ rồi, về thấy cái mô hình cây bưởi là nó cũng phù hợp với cái miền Trung của mình. Mà đặc biệt là Quảng Nam mình cũng phát triển được. Mình cũng không tính toán được, mình cũng không hóa được, nhưng mà khoảng là cỡ một năm mình trên cỡ 100 triệu. Xác định xây dựng nông thôn mới chính là lấy sức dân để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho dân. Giai đoạn 2016-2020, Hiệp Đức chú trọng triển khai các nội dung trọng tâm tác động trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất của người dân, như phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Hiệp Đức hiện có 3 sản phẩm ô cốp được công nhận đạt chuẩn 3 sao, xây dựng thêm 3 xã về đích nông thôn mới. Bình quân toàn huyện đạt 14 tiêu chí trên một xã, tăng 4 tiêu chí so với năm 2015, không còn xã dưới 8 tiêu chí. Tổng mức đầu tư xây dựng nông thôn mới ở Hiệp Đức gần 138 tỷ đồng. Đặc biệt, mặc dù còn nghèo, song người dân Hiệp Đức đã tự nguyện hiến đất đai, vật kiến trúc, hoa màu và đóng góp ngày công trị giá hơn 7,4 tỷ đồng để thực hiện thắng lợi 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua là 4 năm thực hiện cái lộ trình về đích nông thôn mới, thì đến nay thì chúng tôi đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Thì sau khi được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2019, thì hiện nay thì đối với Bình Sơn thì bộ mặt của xã nhà là thay đổi là rõ rệt, đời sống kinh tế của người dân là nâng lên, hộ nghèo là chúng tôi giảm hiện nay là còn 4,02%. Với đặc trưng của một huyện có 3 xã vùng cao, vùng an toàn khu, nơi sinh sống của đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dông, Mơ Nông, trong 5 năm qua, Hiệp Đức còn tập trung thực hiện công tác giảm nghèo tại Sông Trà, Phước Gia và Phước Trà. Tổng nguồn kinh phí đầu tư tại khu vực này trên 150 tỷ đồng. Đến nay, 100% số thôn có đường giao thông, nhà văn hóa được kiên cố hóa, hơn 98% số hộ sử dụng điện, trạm y tế, trường học được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây mới kiên cố. Tỷ lệ hộ nghèo ở 3 xã vùng cao giảm nhanh theo từng năm. Đặc biệt, từ năm 2017, xã Sông Trà đã hoàn thành chương trình 1-3 năm và ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn của chính phủ. Xã Sông Trà đã tập trung khai thác được cái thế mạnh tiềm năng của một xã vùng cao. Trong đó thì đã nâng cái đời sống của nhân dân tới thời điểm hiện nay thống kê, thì thu nhập bình quân đầu người của xã Sông Trà là đạt trên 30 triệu đồng trên một người trên năm. Đối với tỷ lệ hộ nghèo thì có thể nói là sau 18 năm thành lập thì tỷ lệ hộ nghèo nó ở mức trên 60%, hiện nay xuống còn 20%. Chủ yếu là giải quyết được cái đời sống của nhân dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 5 năm, giá trị sản xuất của các lĩnh vực nông lâm, thủy sản đạt hơn 524 tỷ đồng. Công nghiệp xây dựng tăng mạnh đạt 632 tỷ đồng. Thương mại dịch vụ đạt hơn 761 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.240 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 12,1%. Thu nhập bình quân đầu người hơn 37,13 triệu đồng trên một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 21,71% năm 2015 xuống còn 8,42% vào cuối năm 2019 và dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm mạnh vào cuối năm 2020 này. Trong năm qua thì tổng cái đầu tư toàn xã hội của Hiệp Đức lên đến trên 2.600 tỷ. Năm 2015-20 thì mình cũng đã thu hút rất nhiều các doanh nghiệp đến địa bàn Hiệp Đức. Đó là một điểm sáng để phát triển kể cả nông nghiệp, kể cả công nghiệp chế biến, cái nguồn lao động và chất lượng nguồn lao động. Thì huyện cũng đã tập trung rất nhiều về cái chất lượng nguồn lao động của địa phương. Thì đó là kết quả được nhìn lại như là cái số liệu mà người dân đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, tại Hàn Quốc so với nhiệm kỳ trước thì tăng gấp 9 lần. Điều khá đặc biệt của Hiệp Đức là việc phát triển kinh tế luôn được chú trọng, gắn liền với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Việc hỗ trợ nhằm củng cố khôi phục có hiệu quả một số loại hình nghệ thuật, lễ hội, thể thao truyền thống như múa cồng chiêng, hát dân ca, đua thuyền đã và đang góp phần nâng cao giá trị giáo dục truyền thống, đạo đức,
lối sống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết trong nhân dân. Ngoài ra, Hiệp Đức còn duy trì khá tốt các hoạt động văn hóa thể thao với nhiều bộ môn thể thao mạnh như cầu lông, bóng đá, bóng chuyền. Điều này đã và đang dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đạt được những thành quả ấy, trước hết phải nói đến sự đồng thuận đoàn kết từ trong đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, các dân tộc Hiệp Đức. Trong đó, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hiệp Đức và các tổ chức đoàn thể đã vận động hội viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đóng góp sức người sức của cho công cuộc xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần trực tiếp vào sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm của nhân dân và đồng bào các dân tộc huyện Hiệp Đức trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Với quan điểm làm cho Đảng thật sự gần dân, sát dân và là người đầy tớ trung thành của nhân dân, Đảng bộ huyện Hiệp Đức đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng đến toàn thể đảng viên, thực hiện nghiêm chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các quy định của Trung ương, tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Bên cạnh đó, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Với hơn 97% cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện có trình độ đại học trở lên và gần 90% có trình độ cao cấp chính trị. Ngoài ra, Hiệp Đức cũng đã củng cố sắp xếp các loại hình tổ chức đảng theo hướng giảm các đầu mối. Toàn huyện có 41 tổ chức cơ sở đảng và 100 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, kết nạp mới 341 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên hơn 1.900 đảng viên. Nhìn chung, Hiệp Đức đã đạt được những kết quả khá toàn diện ở hầu hết các lĩnh vực quan trọng. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Lực lượng công an huyện đã tập trung đấu tranh chấn áp các loại tội phạm, mang lại sự bình yên cho bà con nhân dân toàn huyện. Công tác quốc phòng quân sự địa phương không ngừng được củng cố, kiện toàn. Hiệp Đức luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm, công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì thường xuyên. Chất lượng giáo dục không ngừng được cải thiện, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng năm sau cao hơn năm trước. Hệ thống y tế từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, an sinh xã hội và công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được chú trọng, diện mạo đời sống xã hội liên tục khởi sắc. Công tác cải cách hành chính ngày càng đi vào chiều sâu. Trong đó, Trung tâm Giao dịch Một Cửa Hiệp Đức đã thành lập đi vào hoạt động, mang lại sự tiện ích và hài lòng cho người dân khi tiến hành các thủ tục hành chính. Đó là những nét chấm phá cơ bản, khái quát về những thành tựu và diện mạo của Hiệp Đức hôm nay. Trên đà thắng lợi, Hiệp Đức tiếp tục có những quyết sách quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tạo nên động lực mới để bước vào giai đoạn phát triển một cách toàn diện. Cái mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện là quyết tâm phấn đấu, đó là xây dựng huyện trở thành là huyện nông thôn mới, đảm bảo cái an sinh xã hội và cái giảm nghèo bền vững, là tiếp tục thực hiện việc nâng cao chất lượng cái nguồn nhân lực, trong đó thì có nguồn nhân lực của nông thôn, cái nguồn nhân lực của nông nghiệp và gắn với cơ cấu lại cái lao động trên địa bàn một cách hợp lý. Tỉnh sẽ chỉ đạo trực tiếp và sẽ có nhiều cơ chế ưu tiên để dồn sức đầu tư cho cái thị trấn Tân Bình nó đạt được cái các cái tiêu chí đô thị loại 5 để xứng tầm là một cái đô thị của cái trung tâm huyện Hiệp Đức trong tương lai nhiệm kỳ sắp đến. Huyện phải tập trung làm thật tốt công tác giảm nghèo bền vững ở các xã vùng cao của huyện. Đây là cái vùng căn cứ địa cách mạng và các xã an toàn khu và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xã ATK. Vì vậy cho nên tôi đề nghị là huyện nên tập trung xây dựng một cái đề án chi tiết để tập trung giảm nghèo bền vững ở các xã vùng núi cao của huyện.
Với lợi thế về giao thông kết nối liên vùng, tuyến đường 14E, đường Đông Trường Sơn chạy qua địa bàn, vùng nguyên liệu tập trung rộng lớn, cùng với những quy hoạch về các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu nông nghiệp công nghệ cao, đó là điều kiện tốt nhất để Hiệp Đức kiên định với mục tiêu phát triển trong chặng đường 5 năm đến. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, chế biến tại chỗ, vừa tạo giá trị và sản phẩm cho địa phương, đồng thời thu hút nguồn lao động hiện đang dồi dào, thúc đẩy giảm nghèo hiệu quả và xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2025. Những thành tựu trong 5 năm qua của Hiệp Đức đã được nhân dân ghi nhận. Điều này cho thấy những định hướng của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 8 đã được xây dựng sát với thực tế địa phương. Đây là cơ sở quan trọng giúp huyện Hiệp Đức định hướng phát triển trong chặng đường 5 năm đến. Những ngày này, huyện Hiệp Đức đang nô nức chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong không khí phấn khởi của toàn đảng, toàn quân và dân Hiệp Đức, kỳ vọng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 9 sẽ mở ra một nhiệm kỳ mới với những quyết sách mới táo bạo, sáng tạo hơn để đưa Hiệp Đức phát triển nhanh, mạnh hơn nữa trong thời kỳ mới. Trên quê này ta.